Bếp từ cáp KFIG3001EI và những điều bạn cần biết. KFIG3001EI là bếp từ 3 vùng nấu cao cấp của thương hiệu cáp với thiết kế mặt kính đen crystal siêu bền, viền được vát cạnh và bọc kim loại chắc chắn. KFIG3001EI có thiết kế lắp đặt dạng âm, tích hợp các tính năng tiên tiến và an toàn như công nghệ điều khiển cảm ứng dạng trượt với 9 dải công suất, công nghệ tự động chia sẻ công suất giữa các vùng nấu, công nghệ biến tần inverter giúp tiết kiệm 40% điện năng, chức năng gia nhiệt nhanh, cảm biến chống tràn và cảnh báo dư nhiệt. Trong video này hãy cùng kinhhome.vn tìm hiểu chi tiết về chiếc bếp này nhé. Về đặc tính và thông số kỹ thuật, tổng công suất của bếp là 5500W, sử dụng nguồn điện 220-240V với tần số từ 50-60Hz, 32A. Số vùng nấu của bếp là 3 vùng nấu, với vùng nấu trái có công suất là 1800W, vùng nấu giữa có công suất là 1500W và vùng nấu phải có công suất là 2200W. KFIG3001EI được trang bị bo mạch IGBT, Siemens và đầu đốt EGO sản xuất tại Đức. Kích thước mặt kính, chiều rộng 780mm và chiều sâu là 450mm. Kích thước khuét đá, chiều rộng 750mm và chiều sâu là 380mm. KFIG3001EI được trang bị mặt kính crystal màu đen siêu bền, giúp hạn chế bám vân tay, có khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống sốc nhiệt tốt. Bản điều khiển dạng cảm ứng siêu nhạy cho từng vùng nấu, với thanh cảm ứng trượt chính mức công suất cho mỗi vùng nấu. KFIG3001EI được trang bị công nghệ biến tần inverter tiên tiến kết hợp với tính năng chia sẻ công suất vùng nấu, giúp tiết kiệm điện năng và gia tăng tuổi thọ của bếp. Bên cạnh đó, bếp còn được tích hợp các chức năng an toàn và công nghệ tiên tiến như cảm biến chống tràn, giúp bếp phát hiện chất lỏng tràn trên mặt bếp đến vị trí bảng điều khiển khi nấu. Bếp sẽ tự động ngắt và ngưng hoạt động để bảo vệ thiết bị cũng như người sử dụng. Cảnh báo quá nhiệt, khi nhiệt độ vượt quá mức an toàn cho phép, bếp sẽ tự động ngắt gia nhiệt, đảm bảo an toàn cho người dùng. Chức năng hai vùng nhiệt với các loại nồi lớn nhỏ. Chức năng booster giúp bếp đẩy công suất lên mức tối đa, rút ngắn thời gian gia nhiệt của bếp. Chức năng rã đông. Chức năng hâm nóng thức ăn. Chức năng chiên xào. Chức năng nấu cơm. Chức năng tạm dừng giúp tạm thời ngưng gia nhiệt, đưa nhiệt độ của bếp về mức thấp nhất. Chức năng khóa an toàn. Chức năng hẹn giờ nấu giúp người dùng linh hoạt trong việc canh thời gian nấu cho món ăn. Sau khi bộ đếm giờ hoàn tất, bếp sẽ ngắt chế độ gia nhiệt. Các lưu ý khi sử dụng bếp từ: sử dụng nguồn điện an toàn, kết nối nguồn điện của bếp riêng biệt, ổn định và nên lắp thêm CB an toàn. Chỉ sử dụng nồi, chảo có thiết kế với phần tẩy bằng phẳng, không lồi lõm, tổ ong và có khả năng nhiễm từ. Còn ngắt CB, nguồn điện của bếp sau khi vừa nấu xong, bởi sau khi nấu xong, bếp sẽ cần từ 5 đến 15 phút để bộ phận tản nhiệt hoạt động, giúp làm mát mâm từ và các bộ phận bên trong của bếp, giảm sự tác động của nhiệt độ đối với tuổi thọ của bếp. Vệ sinh bếp. Nên thường xuyên vệ sinh, lau chùi mặt bếp sau khi sử dụng bằng khăn mềm với dung dịch chuyên dụng cho bếp từ hoặc các dung dịch tẩy rửa nhẹ khác. Điều này sẽ giúp hạn chế vụn thức ăn, dầu mỡ bám dính trên mặt bếp, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ cũng như khả năng gia nhiệt của bếp. Vừa rồi là các thông tin tổng quan về sản phẩm bếp từ 3 vùng nấu cao cấp CAP KFIG3001EI của thương hiệu CAP, được phân phối chính hãng tại kinhhome.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn tổng thể hơn về chiếc bếp từ CAP KFIG3001EI. Hãy nhấn nút like và đăng ký theo dõi kinhhome.vn để xem thêm những video tiếp theo nhé.